Hot girl đoạt mạng chồng hờ để được sống buông thả. Sau khi dùng dao đâm chết bạn trai vừa quen trên mạng vì lộ tin nhắn mùi mẫn với người con trai khác, hot girl Văn Kiều Thiên Ngân 17 tuổi, ngụ tại đường An Dương Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã cùng hai người bạn trai khác thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở Đà Lạt, thản nhiên vui vẻ, cho tới khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng ập tới bắt giữ. Mặc dù không phải là hot girl đình đám trên mạng xã hội, nhưng là một cô gái mới lớn với ngoại hình ưa nhìn, khéo ăn nói. Văn Kiều Thiên Ngân luôn thu hút được ánh mắt săn tìm của người khác giới, nhất là các chàng trai trẻ tuổi. Người dân địa phương cho biết, thuở còn nhỏ, Thiên Ngân là cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ học tập và biết nghe lời cha mẹ, thầy cô. Tuy nhiên lớn lên, khi nhan sắc tới thời kỳ nở hoa, có nhiều chàng trai theo đuổi, săn đón, thì cô gái này nhanh chóng bị sa vào những cám dỗ tầm thường. Việc học hành của Văn Kiều Thiên Ngân sa sút hẳn, không theo nổi chương trình nên đang học phổ thông thì cô gái này bỏ dở. Hot girl Đà Lạt sống lêu lổng, không công an việc làm, thường xuyên tụ tập chơi bời với nhóm bạn bè cùng trang lứa, được người dân địa phương nhận xét là không mấy ngoan hiền. Làn da trắng ngần của cô gái Đà Lạt mới lớn nhanh chóng xuất hiện những hình thù xăm trổ loang lổ. Cách đây khoảng 2 tháng, mặc dù đã có người yêu, nhưng thông qua mạng xã hội, Văn Kiều Thiên Ngân vẫn kết bạn làm quen với anh Nguyễn Thế Quang, 23 tuổi, thường trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thuê nhà trọ tại phường 2, thành phố Đà Lạt để đi làm. Sau những tin nhắn chớp nhoáng chan chứa tình ái qua mạng, hai người quyết định hẹn gặp nhau xem mặt tại một quán cà phê. Hẹn hò được vài hôm, cả hai chóng vánh trở thành người yêu với những lời thề hẹn sống chết có nhau. Trong thời gian này, họ thường dùng những từ chồng, vợ vợ để thể hiện tình cảm yêu đương cho nhau. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian làm vợ của anh Nguyễn Thế Quang, Văn Kiều Thiên Ngân vẫn dành tình cảm cho một người bạn trai khác tên là Long, cũng ngụ tại Đà Lạt. Thỉnh thoảng vào những thời điểm mà anh Quang mải mê với công việc hoặc đi làm vắng nhà, thì Ngân giấu Quang lén hẹn hò với Long. Chính vì vậy, khi anh Nguyễn Thế Quang đưa chiếc điện thoại cảm ứng thông minh của mình cho hot girl Văn Kiều Thiên Ngân sử dụng, thì Ngân đã dùng chính chiếc điện thoại này gọi điện, nhắn nhiều thông tin có nội dung mùi mẫn với bạn trai Long. Điều không may mắn cho hot girl Văn Kiều Thiên Ngân là khi trả lại chiếc điện thoại cho anh Nguyễn Thế Quang, Thiên Ngân đã quên xóa những dòng tin nhắn mùi mẫn kia. Kiểm tra hộp thư tin nhắn đến và đi, anh Quang đọc được những dòng tình ái nam nữ quyến luyến thì lập tức nổi máu ghen, chửi mắng hot girl Thiên Ngân là cô gái gian dối trong tình cảm, chuyên bắt cá hai tay lừa gạt anh. Thiên Ngân ra sức giải thích rằng do điện thoại bị hỏng nên đã nhờ người bạn tên Long đem đi sửa, hoàn toàn không hề hay biết những dòng tin nhắn sặc mùi tình ái này là của ai. Cô gái nói với anh Quang là có thể do Long trong lúc cầm điện thoại đi sửa giúp cô đã dùng chiếc điện thoại này để nhắn tin cho người con gái khác. Từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn, liên tục cãi vã, chửi mắng nhau, tan tành tình nghĩa vợ vợ, chồng chớp nhoáng của tuổi mới lớn. Sáng ngày 12 tháng 10, Văn Kiều Thiên Ngân và anh Nguyễn Thế Quang tiếp tục phát sinh mâu thuẫn gay gắt về nội dung những tin nhắn tình ái trên. Để kiểm tra tính trung thực của người yêu, anh Nguyễn Thế Quang đã yêu cầu Văn Kiều Thiên Ngân phải đưa mình tới nhà bạn trai tên Long để hỏi rõ, làm sáng tỏ mọi chuyện. Tối cùng ngày, trước khi Văn Kiều Thiên Ngân đưa anh Quang tới nhà anh Long để đối chất, hot girl đã thủ sẵn một con dao nhọn giấu trong người với mục đích sẽ cho Quang một bài học nếu còn dám hung hăng lớn tiếng. Tại nhà Long, các bên không những không giải quyết, làm sáng tỏ được những dòng tin nhắn mùi mẫn có trong chiếc điện thoại của anh Quang cho Ngân mượn là do ai thực hiện, mà còn khiến cho mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, tranh cãi, mạt sát nhau nặng nề hơn. Vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10, sau khi rời khỏi nhà Long, trên đường về nhà, Ngân và Quang tiếp tục đôi co về chuyện tình ái. Khi tới gần nhà Văn Kiều Thiên Ngân ở hẻm 41 đường An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt, hai người dừng lại, tiếp tục lớn tiếng quy kết nhau. Trong lúc không giữ được bình tĩnh và đã có sự chuẩn bị từ trước, hot girl Văn Kiều Thiên Ngân rút con dao giấu trong người ra, vung mạnh tay đâm thẳng một nhát về phía anh Nguyễn Thế Quang. Nạn nhân lúc này đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, bị đâm bất ngờ, không kịp né tránh nên đã bị nhát dao của người yêu đâm trúng vào vùng ngực, ngã lăn ra đường. Hạ gục người yêu, hot girl Thiên Ngân ném con dao tại hiện trường, gọi điện cho bạn trai tên Long và Bình, thông báo đã dạy cho nó, tức anh Quang, một bài học. Về phần anh Nguyễn Thế Quang, một người dân địa phương đi đường phát hiện đang nằm bất động trên vũng máu, đã chi hô mọi người tới ứng cứu. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bị trọng thương, mất máu nhiều.
Mặc dù đã được các bác sĩ tìm mọi cách cứu chữa, nhưng do vết đâm trúng vào tim gây đứt động mạch máu chủ, nên anh Nguyễn Thế Quang đã tử vong tại bệnh viện. Nhận được thông tin, Công an thành phố Đà Lạt đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc truy xét, khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm của vụ án chính là hot girl Văn Kiều Thiên Ngân. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới gia đình của hot girl này tại đường An Dương Vương, thành phố Đà Lạt để thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp, thì người nhà nghi phạm cho biết, từ tối 12 tháng 10, Văn Kiều Thiên Ngân không về nhà, tất cả các thành viên trong gia đình đều không ai hay biết Thiên Ngân bỏ đi đâu. Xác định sau khi sát hại người yêu, Thiên Ngân đã bỏ trốn nhưng chưa đi đâu xa, có thể chỉ đang lẩn trốn loanh quanh tại Đà Lạt. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục lần theo những mối quan hệ, bạn bè của hot girl Văn Kiều Thiên Ngân để truy tìm nơi ẩn náu của nghi phạm. Đáng chú ý, vào thời điểm này, hai người bạn trai của hot girl này là Long và Bình cũng đã rời khỏi nhà từ đêm 12 tháng 10, đi đâu không ai hay biết. Lực lượng phá án nhận định rất có thể cả ba đối tượng trên đều có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Thế Quang và đã cùng nhau bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 13 tháng 10, tức chỉ 16 giờ sau khi anh Nguyễn Thế Quang bị sát hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được địa điểm cả ba đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Đà Lạt. Cả ba đối tượng này nhanh chóng bị lực lượng phá án bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số dụng cụ được dùng để sử dụng ma túy đá. Làm việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, hot girl Văn Kiều Thiên Ngân đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm chết anh Nguyễn Thế Quang, nhưng chỉ là do sơ suất chứ không cố ý sát hại nạn nhân. Sau khi đâm gục anh Quang trước con hẻm dẫn vào nhà mình, hot girl ném dao, hả hê vì xả được cơn giận suốt mấy ngày qua, đồng thời gọi điện thông báo sự việc cho hai bạn trai tên là Long và Bình, rồi rủ nhau đi thuê chung một nhà nghỉ thản nhiên nổi loạn qua đêm. Liên quan đến vụ án mạng này, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tạm giữ xe gắn máy biển kiểm soát 34L2-1535, một con dao, một mũ bảo hiểm màu đen và một số vật dụng cá nhân khác để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hot girl Văn Kiều Thiên Ngân để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Long và Bình bị khởi tố bắt giữ về tội không tố giác tội phạm. Bắt taxi dù, cô gái bị 6 người đàn ông thi nhau liên tục hãm hiếp. Cô gái 25 tuổi họ Lý ở Lâm Hạ, Cam Túc, Trung Quốc đã tới công an để trình báo sự việc. Khoảng 1 giờ sáng ngày 25 tháng 10, cô có bắt một chiếc taxi dù để về nhà. Sau khi lên xe, tên tài xế uy hiếp và đưa cô đến một nơi hoang vu để cưỡng hiếp. Tên tài xế còn gọi thêm 5 người bạn khác đến để tiếp tục hãm hiếp cô gái ở nhiều nơi. Ngay sau khi nhận được tin báo, phía công an đã phối hợp cùng với những cơ quan có thẩm quyền tiến hành gấp rút điều tra, tránh gây ra những ảnh hưởng xấu cho xã hội. Sau hơn 80 giờ liên tục điều tra, tối 28 tháng 10, cơ quan công an đã bắt gọn được 6 kẻ tình nghi có độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi tại huyện Lâm Hạ. Công an đã đưa 6 nghi phạm tới các địa điểm như quảng trường trung tâm, khu trung tâm thương mại thành phố để xác nhận hiện trường gây án. Theo lời khai, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 25 tháng 10 ở trung tâm thương mại, khi nạn nhân họ Lý đang chuẩn bị lên xe taxi của anh Mã và anh Vương để về nhà. Mã thấy cô Lý đi một mình nên mới nảy ra ý xấu, chở cô đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó anh ta lại đưa cô đến một khu dân cư, nơi mà bạn anh ta đang làm tài xế taxi dù để chuyển cô Lý cho bạn mình. Cứ như vậy, 6 tên lần lượt đưa cô đến những địa điểm khác nhau trong thành phố để hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, hai kẻ hiếp dâm cuối cùng bỏ lại cô gái bên vệ đường rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cả 6 nghi phạm đã bị bắt giữ và tiến hành hoàn tất điều tra. Gã nuôi tôm sát hại bà lão, cướp gần lượng vàng. Rạng sáng ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lê Hoàng Ngời, 28 tuổi, ở huyện U Minh Thượng về tội giết người cướp tài sản. Một chiến sĩ cảnh sát điều tra cho biết, Ngời bị bắt sau hơn 10 giờ gây án, anh ta thừa nhận mình đã sát hại bà lão để cướp gần một lượng vàng. Cảnh sát này cho biết thêm, nghi can này có đất nuôi tôm gần với gia đình của nạn nhân. Tối 2 ngày trước, bà Thu, 60 tuổi, ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, cùng chồng ra ngủ ở chòi canh tôm, cách nhà khoảng 500 mét. Sáng hôm sau, bà Thu nói chồng về đi dự tiệc ở xóm, còn bà ở lại chờ thương lái đến bán tôm. Bà Thu sau đó được người thân phát hiện đã tử vong với nhiều vết chém tại chòi nuôi tôm, toàn bộ nữ trang trên người nạn nhân bị mất sạch. Tên nạn nhân trong bài viết này đã được thay đổi.
đưa chào.